chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình chia sẻ cái máy DC70 Plus New Silver các bạn ơi. Cái máy này mình có quay rồi các bạn. Máy này có ốp cái tem mà lúa 504 các bạn ơi. Vườn lúa này gần vườn nó cũng hơi chậm các bạn. Bự nó là không đủ ăn là nó không kiếm được con này.
tại ở phía ngoài kia rất nhiều máy luôn các bạn ơi. Đó, máy kia máy 70 volt ha. Đây ba chiếc máy kéo. Phía xa thì có chiếc máy DC95 nữa các bạn. Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình là chia sẻ cây máy DC70 volt các bạn. Đang gặp giống lúa 5451 các bạn. Cái đồng này bữa nay mới mở các bạn. Ở phía xa thì rất là nhiều máy nha. Khoảng 13 14 chiếc máy các bạn. Kia thì chạy hơi xa các bạn ơi. Rồi lúa khu này thì mà rất là trúng luôn các bạn ơi. 16, 17 hoặc 18 bao không các bạn. Bây giờ theo chủ ruộng mà nha. Bắt nó thì nó 15 bao. Khắc phục sự cố. Có cắt nữa không nữa.